Ngày 19 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông đầy thách thức sắp tới. Bà cho biết Liên minh châu Âu-EU sẽ cung cấp thêm gần 160 triệu euro để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá của Ukraine và đảm bảo nguồn cung cấp điện cho người dân. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại EU. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19 tháng 9 ở Bruxelles cùng Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birol, Chủ tịch EC nhấn mạnh trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, châu Âu phải nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân Ukraine và duy trì hoạt động của nền kinh tế. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện tại, mà còn xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững hơn cho tương lai của Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra, 80% nhà máy nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy, đặt ra một thách thức chưa từng có cho đất nước này. Để đối phó với tình hình khẩn cấp này, EU quyết định chuyển 160 triệu euro từ tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hỏng, cung cấp các thiết bị sưởi ấm và đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định. Hỗ trợ của Liên minh châu Âu không chỉ nhằm mục tiêu giúp Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn, mà còn nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước này. Bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo và nâng cấp hệ thống năng lượng, Liên minh châu Âu đang giúp Ukraine trở thành một quốc gia năng lượng độc lập và bền vững hơn. Hương Giang, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ Ủy ban châu Âu, Bruxelles, Vương quốc Bỉ.